Trong năm 2021, trang tin tài chính Fider công bố số liệu khảo sát về sự sở hữu và mối quan tâm đến NFT của người dân toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Việt Nam nằm ở nhóm có tỷ lệ sở hữu nhiều nhất trong các nền kinh tế được khảo sát. Khảo sát của Fider được thực hiện ở 20 quốc gia thuộc các vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới cho thấy, top 5 nền kinh tế sở hữu nhiều NFT nhất bao gồm Philippines 32%, Thái Lan 26,6%, Malaysia 23,9%, UAE 23,4% và Việt Nam 17,4%. Có thể thấy, 4 trên 5 quốc gia dẫn đầu đều là các nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, các nền kinh tế phát triển được khảo sát đều có tỷ lệ sở hữu NFT thấp với Nhật Bản là 2,2%, Mỹ là 2,8% hay Đức với 4%. Khảo sát cũng cho thấy tỷ lệ số người có ý định mua NFT trong tương lai ở Việt Nam cao hơn tỷ lệ trung bình của các nền kinh tế trên thế giới với 11,6% so với 9,4%. Điều này chứng tỏ rằng NFT có sức hút lớn đối với người dân Việt Nam. NFT được coi là loại tài sản thu hút sự quan tâm của giới trẻ, đặc biệt là những người ở thế hệ Gen Z ở Việt Nam. Điều này cũng đúng với một số người trưởng thành khi so sánh với các nền kinh tế khác trên thế giới, tỷ lệ số người trưởng thành biết đến NFT ở Việt Nam khá cao, ở mức 37,7%. Trong khi đó, tỷ lệ này chỉ ở mức 10% đối với Nhật Bản, 17,4% với Đức và 21,2% với Vương quốc Anh. Sức hấp dẫn của NFT còn được thể hiện có mối tương quan cùng chiều giữa việc sở hữu NFT và biết đến NFT là gì. Giải thích cho sự hấp dẫn này của NFT, Kodesh cho rằng mọi người đều có sở thích siêu tập đồ. Ngoài ra, đây là một loại tài sản có thể đầu tư sinh lời dựa trên tính chất khan hiếm của loại tài sản này. Theo số liệu khảo sát từ Statista trong năm 2021, ở một số nền kinh tế thuộc khu vực Đông Nam Á ngoại trừ Singapore, tỷ lệ số người cho rằng giá trị NFT sẽ cao hơn trong tương lai đều cao hơn tỷ lệ số người nhận định giá trị của NFT sẽ không tăng hoặc giảm. Xét trên khía cạnh giới tính, ngoài trừ Thái Lan và Venezuela, hầu hết ở các nền kinh tế còn lại tỷ lệ số đàn ông sở hữu NFT đều cao hơn so với tỷ lệ số phụ nữ. Sự chênh lệch này ở Việt Nam lớn hơn nhiều so với các nền kinh tế còn lại trên thế giới ở mức 10,3% và chỉ đứng sau UAE. NFT là một loại tài sản số hiện diện trên một chuỗi khối blockchain, tức là bản ghi nhận các giao dịch trên máy tính kết nối mạng chuỗi khối đóng vai trò như một sổ cái chung cho phép mọi người xác minh tính xác thực của nft lẫn chủ sở hữu không giống với các vật thể số có thể tái sản xuất vô hạn khác mỗi nft có chữ ký số riêng biệt đánh dấu tính độc nhất của nó chúng thường được mua bằng đồng tiền ảo hoặc bằng đồng usd sau đó chuỗi khối sẽ ghi nhận giao dịch